Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các tỉnh thành phía Bắc, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi mà số ca liên tục tăng nhanh. Nhiều chuyên gia y tế chia sẻ rằng là COVID-19 xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc đường hô hấp và sau đó thì virus đã nhân lên trong các tế bào, thoát ra khỏi tế bào và xâm nhập vào các tế bào khác. Đây chúng ta gọi là thời gian ủ bệnh, chính vì thế mà nhiều người thậm chí còn không biết là mình đã có bị nhiễm COVID-19 hay là chưa. Dạ vâng, và sau khi mà virus nhân lên với số lượng lớn thì cơ thể sẽ huy động các cơ chế để có thể bảo vệ chống lại virus, đến một mức độ nào đó thì sẽ gây ra sốt. Và lúc này thì chính là khởi điểm để khởi phát các triệu chứng. Trong giai đoạn này thì ngoài sốt ra, quý vị cũng có thể xuất hiện các triệu chứng khác như là ho khan này, đau họng, chảy nước mũi hay là nhức mỏi cơ xương khớp, cũng như là rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác hay là vị giác nữa. Và người bệnh thì có thể là sẽ trở nên lo lắng, căng thẳng và từ đó dẫn đến việc ăn kém, ngủ kém. Vâng, và chúng ta cũng cần phải nói thêm là virus có thể tiếp tục nhân lên trong khoảng thời gian là từ 5 đến 7 ngày tiếp theo nữa. Sau đó thì giảm dần do bị hệ miễn dịch của cơ thể chống lại. Nếu hệ miễn dịch không ngăn cản được sự nhân lên của virus thì sẽ diễn biến tiếp theo là bệnh tình nặng hơn và chúng ta phải đi nhập viện đó. Và trong khoảng thời gian từ 7 cho đến 10 ngày sau khi khởi phát thì một số người sẽ bắt đầu có những diễn biến nặng hơn với hai rối loạn nghiêm trọng, đó là rối loạn đông máu và rối loạn đáp ứng miễn dịch. Rối loạn đông máu là quá trình mà hình thành các cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ ở phổi và có thể tạo ra các cục máu đông ở tất cả các cơ quan. Còn rối loạn đáp ứng miễn dịch gây viêm và tăng tiết dịch, phá hủy tổ chức đầu tiên là ở phổi và sau đó sẽ đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Tình trạng này sẽ gây ra suy hô hấp và suy các cơ quan quan trọng khác. Các rối loạn này được chỉ ra là do cơn bão cytokine khi mà các yếu tố miễn dịch được kích hoạt quá là mạnh, mất kiểm soát và sẽ gây hại đến chính cơ thể của người bệnh. Vâng, như vậy là để điều trị COVID-19 thì ngoài việc chúng ta điều trị các cái triệu chứng lâm sàng, hiện một số những cái loại thuốc như là thuốc kháng virus tác động vào quá trình nhân lên của virus, thuốc kháng đông tác động vào quá trình đông máu, thuốc kháng viêm corticoid tác động vào quá trình rối loạn miễn dịch. Thì các F0 dùng các thuốc này cần phải có những cái lưu ý như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nha. Thuốc kháng virus Favipiravir 200-400mg, Monupiravir 200-400mg chỉ nên dùng trong vòng 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, thường là sốt. Mỗi đợt nên dùng 5-10 ngày, theo đúng hướng dẫn. Khi đang dùng thuốc kháng virus, không được dùng kết hợp với thuốc kháng viêm corticoid. Thuốc kháng đông, bệnh nhân có bệnh nền về van tim, bệnh tiểu đường, bệnh xơ vữa, rối loạn chuyển hóa lipid, béo phì, ít vận động đều có nguy cơ dễ tạo cục máu đông, từ đó gây tắc mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Với các bệnh nhân này, dù có nguy cơ COVID-19 hay không, đều cần dự phòng bằng việc uống thuốc kháng đông hàng ngày. Quá trình đông máu khá phức tạp, tuy nhiên các loại thuốc hiện nay chủ yếu tác động vào hai mắt xích quan trọng. Thứ nhất là thuốc chống kết tập tiểu cầu. Khi các tiểu cầu không tụ tập với nhau thành một đám thì không thể tạo thành cục máu đông. Thuốc thông dụng là axit salicylic hay aspirin hàm lượng thấp, từ 75-200mg uống hàng ngày. Ngoài ra uống thuốc clopidogrel 75mg dùng hàng ngày, có thể chỉ dùng hoặc aspirin hoặc clopidogrel hoặc phối hợp cả hai loại. Thứ hai là nhóm ức chế yếu tố 10 hoạt hóa. Khi không có yếu tố này thì cũng không thể tạo thành cục máu đông. Các thuốc thông dụng là rivaroxaban hay apixaban. Thuốc kháng viêm corticoid chủ yếu là desamethasone 0,5mg 12 viên hoặc methylprednisolone 16mg 1 viên uống sau khi ăn. Đây là nhóm thuốc dễ bị lạm dụng nhất và có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm. F0 triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng thì không được dùng thuốc kháng viêm. Lý do thuốc kháng viêm ở đây là corticoid, là nhóm thuốc làm giảm miễn dịch, giảm sự đề kháng của cơ thể. Trong giai đoạn đầu, khi virus mới xâm nhập và đang nhân lên, dùng thuốc kháng viêm sẽ khiến cho virus càng dễ nhân lên. Hơn thế, thuốc kháng viêm nhiều tác dụng phụ như làm cho người bệnh dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. Corticoid làm nặng tình trạng tăng đường máu, tăng huyết áp trên các bệnh nhân có bệnh này. Và cũng cần phải lưu ý thêm với quý vị là với người bình thường, thuốc kháng đông thì có nguy cơ gây chảy máu. Do đó mà những người đang chảy máu hay chúng ta vẫn còn gọi là cái hiện tượng là xuất huyết dạ dày hay là kinh nguyệt đấy ạ. Cũng như là những người mà bị các chứng bệnh dễ chảy máu như là giảm tiểu cầu, bệnh ưa chảy máu, không được dùng để dự phòng. Chỉ dùng khi mà SpO2 xuống dưới 95% hoặc là xuất hiện tình trạng khó thở. Tuy nhiên đôi khi triệu chứng khó thở cũng là do căng thẳng, do tâm lý. Thế nên là quý vị cũng cần phải thận trọng khi mà tự đánh giá là mình có khó thở hay là không. Khi sử dụng thì cũng cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ nữa ạ. Vâng, và cũng xin được nói thêm là chúng ta còn chỉ dùng thuốc kháng viêm khi mà nồng độ oxy trong máu thường xuyên ở mức là 94% trở xuống và cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Corticoid chỉ có tác dụng khi mà COVID ở mức độ vừa hoặc là nặng. Các khuyến cáo trên các tạp chí y khoa danh tiếng thì đều yêu cầu chúng ta là chống chỉ định dùng corticoid khi người bệnh chưa đến mức nhập viện. Vừa rồi là những lưu ý của chúng tôi có trong tiết mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo chuyên biên tập viên Ngọc Châm đến với ngôi chùa có kiến trúc Á Âu độc đáo ở thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, khi du lịch Cần Thơ đến với vùng đất Tây Đô, giữa bao điểm tham quan hấp dẫn du khách, không thể bỏ qua một điểm du lịch tâm linh vô cùng ý nghĩa, đó chính là chùa Nam Nhã. Du khách đến chùa không chỉ để chiêm bái, thỉnh cầu an lành, mà còn được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc, nơi gắn liền với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam. Chùa Nam Nhã tọa lạc tại số 612 đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Phía trước chùa là dòng sông Bình Thủy, in hình những bóng cây đại thụ, đối diện là đình Bình Thủy, cổ kính uy nghi. Chùa chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km, du khách có thể đến chùa bằng đường sông lẫn đường bộ rất thuận tiện. Chùa Nam Nhã gây ấn tượng cho khách hành hương bởi lối kiến trúc cổ kính, bề thế. Phía trước chùa là dòng sông Bình Thủy, đối diện là đình Bình Thủy. Chùa có khuôn viên khá rộng rãi, với một khu vườn lớn bao quanh. Khu chánh điện một tòa nhà lớn nằm ở giữa, gồm 5 gian với mái ngói âm dương. Đặc biệt, chánh điện được xây dựng theo lối kiến trúc Á Âu kết hợp nên có nhiều điểm khác biệt so với những ngôi chùa truyền thống ở Nam Bộ. Khu chánh điện của chùa vừa mang nét đẹp kiến trúc của người Hoa, vừa mang nét đẹp kiến trúc của người Pháp. Cảm thấy không gian ở đây rất là thoáng mát, yên tĩnh. Sau một thời gian mà học tập mệt mỏi thì mình muốn đến đây để mà thư giãn, xả stress. Em xem được những thông tin trên mạng, sau đó em cùng với bạn của mình đến đây để cầu được những điều may mắn cho gia đình của mình và cầu tình duyên. Sân chùa được lát bằng dòng gạch tàu. Giữa sân được trang trí thêm hòn non bộ, đặt nhiều cây kiểng quý như trắc bá diệp, tùng, được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ, tạo khung cảnh quang đãng cho chùa. Đặc biệt, vườn cây trái đằng sau chùa chính là một nét chấm phá khiến khung cảnh chùa Nam Nhã xanh mượt mà, thoáng đãng và thanh tịnh. Chùa Nam Nhã nổi tiếng trong vùng không chỉ vì vẻ đẹp của kiến trúc thanh nhã, khung cảnh tĩnh mịch giúp thân tâm an lạc, mà còn bởi là những nơi đã từng có những hoạt động thầm lặng cho thúc đẩy nâng cao nhận thức và dân trí cho người Việt Nam ở Nam Bộ. Những người chăm sóc chùa qua từng thời kỳ vẫn ngày đêm kiên trì lặng lẽ, công phu trong suốt quá trình sống và tu niệm. Và nếu như quý vị có dịp du lịch miền Tây thì hãy dừng chân để ghé qua chùa Nam Nhã Cần Thơ, đọc đôi câu thơ, ngẫm đôi câu liễn, cúi đầu cẩn trọng trước những giá trị tâm linh của một thời cha ông ta đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.